Sáng sớm chạy vô tới khu này lạc luôn. Nãy giờ ngồi coi bản đồ. Để đây anh bông lau trong lòng bự. Con này mang về nuôi tới hơn nửa năm này. Nay mới ra trận. Mà vậy cũng vui, chiều kêu. Khúc bên kia có một con kêu bên đó. Chạy vô khúc kia rồi có cái gì chổng.